Chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phạm Sĩ Thạch, mình đang là sinh viên năm cuối của khoa Bảo lao động trường Đại học Công đoàn và mình đến từ Hải Phòng. Và hôm nay chúng ta sẽ nói đến chủ đề đó là văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh. An toàn cũng chính là một nét đẹp văn hóa. Vậy vấn đề ở đây là văn hóa an toàn có thực sự rõ ràng hay nó chỉ là tồn tại về mặt hình thức? Chúng ta hiểu gì về văn hóa an toàn? Thực trạng văn hóa an toàn ở Việt Nam hiện nay và cũng như giải pháp nào cho vấn đề này? Mục tiêu của chúng ta hôm nay đó là hiểu và nâng cao được nhận thức về văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh, cũng như là nhận ra được thực trạng và những vấn đề đang vướng mắc, đưa ra được những giải pháp cho vấn đề này. Chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung thứ nhất. Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh là gì? Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh ở Việt Nam là một nội dung cơ bản, là giá trị cốt lõi của hoạt động an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, mà ở đó mọi người có nhận thức đúng đắn về an toàn vệ sinh lao động, có việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh, phòng chống tác hại lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động là quyền rất chỉ là cơ bản, nhân quyền được tôn trọng. Các quy định của pháp luật, các chính sách về an toàn lao động cũng như các giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam cần được mọi người nắm vững, có thái độ và hành vi ứng xử đúng, thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, có cam kết rõ ràng, tự giác và hợp tác cùng nhau thực hiện tốt công tác an toàn lao động, thực hiện tốt chương trình hành động, lấy biện pháp phòng ngừa là ưu tiên hàng đầu để kịp thời đánh giá và rút ra kinh nghiệm để làm cho công tác an toàn lao động ngày càng phát triển đạt hiệu quả cao hơn. Hoạt động an toàn lao động là một sự nghiệp có tính văn hóa, có tính nhân văn cao, phù hợp với thời kỳ phát triển mới của đất nước, trở thành một tài sản vô giá của nét đẹp truyền thống. Và cũng theo như những kết luận của Hội nghị Lao động Quốc tế tổ chức vào tháng 6 năm 2003, văn hóa an toàn là một văn hóa trong đó quyền của người lao động được có một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh được tất cả các cấp tôn trọng. Đó là văn hóa trong đó các chính phủ, những người sử dụng lao động và người lao động tham gia tích cực vào một việc đó là bảo đảm môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua một hệ thống với các quyền, trách nhiệm và bổn phận được xác định và trong đó nguyên tắc phòng ngừa được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Tóm lại thì văn hóa an toàn theo như Tổ chức Lao động Thế giới thì gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất đó là hệ thống pháp luật hoàn chỉnh của nhà nước. Việc chấp hành pháp luật là tạo điều kiện tốt nhất để thực thi các quy định, quy trình, quy phạm an toàn lao động. Thứ hai đó là sự tự giác, tự thân nêu cao ý thức, tự bảo vệ mình của người lao động. Thứ ba là xây dựng và duy trì một văn hóa an toàn và vệ sinh mang tính phòng ngừa, đòi hỏi cần phải tận dụng tất cả các phương tiện sẵn có nhằm nâng cao những hiểu biết, kiến thức và nhận thức chung về những khái niệm về các nguy cơ, rủi ro cũng như là cách phòng ngừa và để kiểm soát chúng. Sau đây chúng ta sẽ đến tới là thực trạng văn hóa an toàn hiện nay ở Việt Nam. Thực tế ở Việt Nam cho thấy vẫn còn không ít các doanh nghiệp chưa hề chú trọng đến vấn đề này, mà họ chỉ chú tâm làm sao cho doanh nghiệp thu được càng nhiều lợi nhuận càng tốt mà đã bỏ qua vấn đề an toàn, hoặc chỉ làm nó cho có. Ví dụ đơn cử như qua tiến hành kiểm tra thực tế ở một số nơi thì cho thấy là họ xây dựng và lắp đặt các hệ thống chống bụi, chống ồn, chống ô nhiễm, nhưng chỉ cho hoạt động khi nào có các đoàn kiểm tra tới làm việc để cho đỡ tốn kinh phí. Và sự hiểu biết về văn hóa an toàn ở Việt Nam chúng ta vẫn còn sơ lược, giản đơn và thường hay được nhắc đến chỉ như một lời kêu gọi, như một khẩu hiệu động viên chỉ mang tính hình thức. Qua phân tích các phiếu điều tra thì có đến 88% người sử dụng lao động và 66% người lao động đã từng được nghe đến vấn đề là văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh nhưng lại không hề biết rõ về khái niệm và nội dung. 100% các doanh nghiệp ủng hộ việc xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh, nhưng có tới 40% trong đó là nói rằng là họ chưa hề sẵn sàng để áp dụng, và chỉ có chưa đến 45% người lao động được tham gia vào các cuộc họp để nghe phổ biến và lấy ý kiến tham gia về an toàn vệ sinh lao động. Sự hiểu biết về các văn bản pháp luật, các quy định cụ thể của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của người lao động vẫn còn rất hạn chế. Vậy thì giải pháp nào cho vấn đề này? Thứ nhất là cần phải giải quyết tốt vấn đề nhận thức và cơ sở pháp lý, sao cho trong đó những điểm liên quan đến văn hóa an toàn để mọi cấp, mọi tổ chức cá nhân đều nắm vững và vận dụng được, nhằm thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn nước ta. Thứ hai đó là tổ chức huấn luyện, phổ biến kiến thức về an toàn sinh lao động, đặc biệt là nhấn mạnh tới vấn đề văn hóa an toàn cho mọi đối tượng, đặc biệt là đối tượng người lao động. Thứ ba là xây dựng chương trình hành động cụ thể, thúc đẩy phát triển văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh. Biện pháp cụ thể ở đây đó là các biện pháp về khoa công nghệ mà lấy ưu tiên là phòng ngừa. Thứ hai là các biện pháp về tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ, bố trí nhân lực để thực hiện văn hóa an toàn. Các biện pháp kiểm tra, giám sát, động viên, khen thưởng cũng như là xử phạt các vi phạm. Thực hiện tốt chế độ thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,
các báo cáo định kỳ về công tác an toàn sinh lao động và tiến hành đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm về xây dựng văn hóa an toàn cũng như đưa ra các biện pháp cải tiến, bổ sung sửa đổi kịp thời. Như vậy, văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh là một xu hướng phát triển tất yếu của công tác an toàn trong hiện nay trên thế giới và Việt Nam, và Việt Nam chúng ta thì đang từng ngày thúc đẩy xây dựng cũng như hoàn thiện văn hóa an toàn trở thành một nét đẹp văn hóa. Hôm đến đây là kết thúc của xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.